chào mừng đồng bào đến với thung lũng. Hôm nay không có cước heo. Mùi. Đây là phần intro thôi. Thấy phần intro khá thú vị không? Thì những cái clip tiếp theo mình sẽ không có để nhạc đâu. Hey, và hôm nay mình sẽ không có nấu thịt được, cũng không có nấu đồ chay. Làm món gì từ từ biết, nhưng mà trước khi làm thì cứ phải xách cái bọc này đi, chứ không làm mấy con chó nó quất hết. Và tiếp tục qua 100 thiên hương. Hân hạnh không tài trợ chương trình này và giàu ăn cái lần, ế quên cái lần cũng không có tài trợ chương trình này. Một trái ớt và một con dao. Xong, đi chơi. Hôm nay bỏ cái ghế check focus này ra, hôm nay quay bằng cái Dynamic cho nó blur background, cho nhìn cho nó ảo. Phải cái trưởng. Thôi nha chó, mày biến nha. Biến nha. Biến nha. Và được phí nấu thì mình cũng phí. Thấy phải quay bằng cái lens IMX và để tiếp trong nhà cho nó thổi gió ù ù. Gió nó thổi vô cái mic nó ù ù ù ù nghe. Mình nghe còn khó chịu, đừng nói người ta kêu đi mày. Nổi lửa lên em. 15 năm trước. Đâu? 4 năm trước chứ. Cái ngày đầu tiên mình ra Côn Đảo thì ấn tượng đầu tiên của mình là nguyên một cái núi Chà Bá ngay chỗ bến tàu, nhìn lên trời ơi sao đi. Ngồi lên chiếc xe chở bộ đội, chiếc Zin 157, đúng rồi, Zin 157, chiếc xe chở bộ đội và ngồi trên chiếc xe đó đâu chắc mười mấy cây số và mới về được trung tâm thị xã. Và cảm giác cái lúc đó là như là gần Tết, đúng rồi, gần Tết, gió nó thôi rồi chứ vừa gió mà vừa heo hút, nó nhìn cái cảnh nó trời ơi sao ma kỳ vậy nè. Tối ngủ cái mùa gió chướng nó thổi mà nó thổi tung nóc luôn mà. À thì cái đợt dịch vừa rồi báo chí cũng đưa tin là bộ đội này kia giúp dân rồi ra rừng ngủ rồi này kia nhường chỗ ngủ cho dân, nhường phần ăn cho dân, cho dân thì cái đó là điều chính xác chứ không phải là nhà đài nói bậy bạ câu view câu gì không. Thì cái đợt năm 2000 cái đoạn mà giữa đâu cuối hay giữa giữa thì năm 2006 á, nhớ nữa, nhưng mà cái đợt đó một lần mà Vũng Tàu bị bão mà nó tóc bay tứ tán hết á, thì cái đêm đó bọn mình cũng được báo động ra trực sẵn ở ngoài sân bóng chuyền và một thằng được phát một cái phao và một cái áo phao. Áo phao thì mặc vô người, cái phao thì cầm theo đó và nghe một cái lệnh mà ta nói không muốn nghe xíu nào. Các đồng chí có thể là phải đi vớt xác cư dân. Má nghe nó đau ưng lắm. Thôi thì đó là thực sự mình coi đó là nhiệm vụ, tại vì đó là mình làm cho nhân dân, cho người dân chứ không phải làm như ai hết. Bất cứ những cái điều gì mà làm cho nhân dân thì điều đó rất là lớn lao, đó là nhiệm vụ. Thì cái đêm đó có hai đơn vị, mình có hai đại đội. Một đại đội thì sơ tán dân và bình im lại. Một đơn vị thì cái đơn vị mình có hai đại đội, một đơn vị là sơ tán dân vào trường học và bệnh viện để an toàn, và một đơn vị nữa là trực chiến để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Thì cái đơn vị của mình là đơn vị phải nhận nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, được giao nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thì nó cũng căng lắm,
À thì thôi, nhiệm vụ thì cứ nhận thôi. Và cả mấy chục thằng nằm ngoài sân bóng chuyền nguyên một đêm, cho ngủ ngủ để lấy sức, và ngủ lăn một lóc ngoài sân bóng chuyền nó mát thôi rồi. Và đến sáng hôm sau khi mình tối hôm đó coi TV thì thấy ở trong bờ, ở trong Vũng Tàu, bão nó tốc hết mái luôn, tốc hết mái nhà của người ta luôn. Thì thực sự đó là cái điều mà mình còn nhớ được, và mình cảm thấy lúc đó mình cảm thấy rất là ý nghĩa, và đến hiện tại mình rất là ý nghĩa, tại vì mình được ăn được học bằng tiền của nhân dân, thì đó là việc mình phải làm thôi, không ý kiến hết. Chứ nhiều người nói đi bộ đội cầm súng học bắn súng, học này kia, học bắn giết, nhưng mà đó, 3 năm của mình không có, chỉ được có 3 tháng thực binh là bắn súng thôi, còn lại là bê tông, cốt pha, cốt thép, thuốc nổ, đá, trồng cỏ, rồi xây tô trét hồ bữa, chả có gì là súng ống. Ngay cả đến học đến lúc mà học cái bài bài 2 của AK gì á, bài 2 của bộ binh gì á, chả nhớ nữa. Im chó, mình cũng chả được bắn nữa, toàn đi phục vụ tụi nó bắn thôi, suốt ngày giật tơi nồi tơi, bom bom bom, giả tiếng pháo cho tụi nó giật mình chơi. Chứ thực sự thì ba cái tiếng nổ đó ở trên lúc mà đi làm á, thì một lần đánh nổ đến 6 ký ammonit lần, nó một cái đùng một cái dựng tóc gáy luôn. Có lần mình vừa mới đấu xong dây nổ ở trong đường hầm, thì mới chạy được có mấy trăm mét rồi, đường hầm nó cây số luôn, thì ở ngoài này chưa gì dặn công tắc là cái bấm một cái mà đầu tóc nó dựng đứng, bụi đá bạc phơ mém tí nữa lũng thằng nhỉ. Sự cố nè, đó thì đó là những cái thôi, chứ nó không phải là cứ bắn giết là vui đâu, mình cũng có bắn giết. Giờ phải đi kiếm một chiếc đũa, nãy ăn xong đục đâu. Có những thứ mà nó cũng khá hay ho, là mỗi lần phải chủ nhật á, những cái ngày đó thì bộ đội được nghỉ, không phải đi lên cục trường làm việc. Trong đơn vị thì cũng hay lắm, không hiểu sao cứ mỗi chuyên đội là mỗi đề chuyên đội gì đó sẽ có một thằng biết chơi guitar, và mình cũng đám nó buồn nên nó ngồi kế bên, mày quạt đi tao hát cho. Thế là một thằng quạt đơn, một thằng gõ bo, rồi nguyên một đám tập trung hát để cho mày thật mẹ được lưu hết. Có những thứ rất là hay ho chỗ đó, bạn lên đi để hiểu được cảm giác một lần được làm một thằng đàn ông, thằng con trai sương gió phủ đời trai mà dây thép gai bao đời lính ngon vậy. Hôm nay là món cá sốt cà, nhưng mà mình sẽ không làm sốt sâu mà mình sẽ cho cà vào chung luôn, giống như kiểu mà cá kho cà thôi. Thì những cái món này ở trong bộ đội vẫn làm, vẫn có. Thì ở trong nó ăn uống thì cũng vẫn như bình thường thôi, không biết cái thời điểm hiện tại thì ăn uống bao nhiêu tiền một phần ăn một ngày. Cái thời điểm mình đi là năm 2005, thời đó là một phần ăn là đối với tân binh là 11.000 hay là 12.000 gì đó quên tiêu rồi, nhưng mà thời điểm tính theo giá trị mà xăng với vàng rồi đó, xăng rồi đó có 5.000 lít, 5.500 lít, vàng 450 chỉ, không bằng ăn cũng khá đầy đủ. Và ăn cơm cũng rất là vui, tới giờ ăn cơm thì gõ kẽn men thế là cả đơn vị sắp hàng, mỗi thằng cái ghế, một cái chén và một đôi đũa. Áo trắng nha, đóng thùng.
cộng nha, sao binh đầu hàng nha, vô nhà ăn, sắp ghế đi, hàng 4 vô nhà ăn. Mà vô ngồi một bàn 6 người cũng khá vui. Thằng nào mà ngồi gần nồi cơm là xế cơm đắm đuối luôn. Còn thằng nào mà ngồi gần nồi canh, ê, mốt tao là cái chén canh mày. Còn hai thằng mà ngồi đối diện với cái dĩa đồ ăn, cái cơ đồ ăn ở giữa, gọi là cái cơ. Thì phải mãi thôi, có hai thằng hai đầu phục vụ rồi. Ví dụ ăn uống ở trong đó nó cũng khá thú vị. Bạn có thể không đói, bạn có thể bỏ cơm, bạn có thể không ăn, nhưng bạn phải vào nhà ăn và ngồi xem mọi người ăn. Kiểu gì cũng đói. Rồi ở một thời gian rồi rất quen rồi á, cứ hay mỗi lần mà chuẩn bị tới giờ ăn cơm á, chạy xuống nhà bếp trước để ăn cơm cháy. Cái đó thì tân binh thôi. Thì chơi một nhà bếp, cái mỗi lần mà nó xúc cơm xong á, cơm cháy đấy nồi mặt trời luôn. Thơm, nó cháy nồi ra, nó thơm, nó giòn, biết sao tụi nó nấu ngon chứ. Cái xuống xin nó một miếng cơm cháy. Thế là bị trực ban nó bắt được. Là hiểu chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Cầm miếng cơm cháy chạy vòng 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 chuồng heo, ta xin lỗi mày heo, ta xin lỗi mày heo, ta xin lỗi mày heo, đó là thằng ăn uống heo á. Ở trong đó tăng gia sản xuất rồi, nó rất là vui là nuôi heo, nuôi gà, trồng rau, nuôi cá, có rất nhiều thứ hay ho thú vị mà bạn có thể gọi là cái thời gian, nó giống như kiểu mà thời gian để mà mình tự sống như một người nông dân hoặc là sống một cuộc sống mới. Không mất máy gì cả, mà các bạn được rất nhiều. Thử làm mọi thứ. Giống như đây. Con cá, bấm lên con cá. Con rắn nè. Đi mà chăm con đi kìa. Chương đồ cà. Trời, ông bác ông ngồi đêm nó ăn từng ngày. Quay là chủ không? Hả? Mày chấm chấm, tụi mày làm gì làm ấy? Ủa? Đang quay hả? Đâu cả chứ không quay, quay không quay chứ rồi. Con cá này ăn bữa giờ rồi, cứ nói chuyện thoải mái thôi. Tao đưa vô luôn mà. Không, cái cá này cá gì mà ngon thì cứ như này, nó mới cá ngon thì. Hấp. Hả? Nó hấp rồi. Tao thấy khổ không ngon. Con cá. Chú Hùng ơi. Dạ. Tỷ xuống nhà chơi chú Hùng ơi. Tối. Hả? Tối đốt đống lửa chơi. Điên. Tỷ xuống nhà buổi chiều quay thì đẹp nè. Không, buổi tối mới đẹp. Ừ. Tối tối mới đẹp. Nhà kia kìa. Nhà tôi buổi nay đẹp lắm. Đẹp này. Ờ. Nó bật lên những cái đẹp. Tối đốt đống lửa bên. Bên nhà mới có khoai, có ngô gì chưa? Chưa. Cái nè. Chưa. À. Tí nữa lấy ít khoai sọ qua bên nhà mi luộc. À, dạ. Có, okay. Có ít khoai sọ. Nè, em có. Có gì? Chắc kỹ. À, ờ, thường chiến à. Được. Tí nữa qua đốt đống lửa có củi chưa? À. Chưa có. Nhà không có thiếu gì chưa á. Mỗi thiếu mỗi điện không, với nước không, phải không? Đúng rồi. Sai rồi. Chú Hùng một cân không, chú Hùng? À, không, đang không cần. À, hút rồi. Chỗ hôn già rồi, để hút được chi nữa thế. Mày hỏi sau này cái đợt đi với nó rồi, nó đâu có tốn trần cho tao đâu. Tao đâu hút rồi. Kiểu giống anh Thái á, anh nghiện mà còn ngại. Tao đâu hút đâu, ngại với ông nghiện. Để cho mấy con cân nè. Dạ. Có rắn nè. Phải kêu. Bây giờ một hai ví thôi. Không phải kêu con sâu ra hút cho vui. Hai đứa mày hút xong nó mới lầy. Hút xong lên cái giường nằm nhìn cũng lụng. Nhìn mặt trời lặn luôn, mặt trời rất sốt kìa. Tối chứ không qua nhà chiên sa kê ăn chứ không? À, tối qua đó nấu nướng. Có hoa tây nữa. Ờ. Tối qua chơi. Tối gì tí qua chơi nè. Thì tí nữa để tao ăn cơm. Giờ này má để tao ăn cơm xong cái đó tao không đéo cơm trưa, cơm chiều nữa. Là quay thì chiều cũng là quay đó. Vấn đề là tao đang đói, dù tao đói tao nấu ăn à. Ăn xong rồi lửa tao... hơi tiểu, cái cổ cứ bừa. Cái cổ
cổ rồi để treo cá gỗ ra treo bật lửa đó. Hôm bữa treo cá gỗ mà tan bị rớt mà con treo. Quá là hợp lý. Kệ là xong rồi nhá. Thưởng thức cái món cá khổ cà. Đấy. Hợp lý chưa? Thấy chưa? Gào kìa. Công phu không?